Thầy xin chào bạn Nguyên. Nay mình chờ một chút nữa các bạn vào để cho mình bắt đầu nhé. Nguyên nhắn giúp thầy các bạn nhắn các em vào trong phòng học luôn, ta tích tiết kiệm thời gian. Nguyên gọi các bạn vào học luôn em. Thì nó mấy phút nữa thầy trò mình bắt đầu.
Thầy chào Nguyên. Hôm nay thầy trò mình làm nhanh với cái chủ đề bài toán đường đi ngắn nhất Nguyên nhé. Em mở cửa sổ chat ra, tải cái file bài đường đi ngắn nhất về. Thầy đã chuẩn bị hai cái file, một cái file nội dung hôm trước thầy trò mình thầy đã gửi sẵn trong nhóm để cho Nguyên và các em cùng cài đặt. Thì ở bài hôm nay thầy trò mình sẽ đấy, đã có hai cái file này. Thì đầu tiên ta tìm hiểu kỹ hơn về phần lý thuyết. Cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất là một trong những cái bài toán khá phổ biến hiện nay. Nó sử dụng để tìm được đường đi từ một đỉnh này cho tới một đỉnh khác với cái tổng chi phí trên đường đi là nhỏ nhất. Hiện nay thì với một cái đồ thị có trọng số, ngoài việc sử dụng những cái giải thuật nâng cao thì ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái giải thuật cơ bản như giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu DFS. Bởi lẽ bản chất của nó ta vẫn có thể là duyệt qua tất cả với mỗi đỉnh xuất phát, ta duyệt từ đỉnh xuất phát. Trong quá trình duyệt nếu mà đi đến được đỉnh đích thì đó là ta lưu được một đường đi. Và cái đường đi đó thì ta có thể tính được tổng trọng số của các đỉnh, các đường đi thông qua các cái trọng số có sẵn. Tuy nhiên giải thuật đó nó không thực sự tối ưu, do đó người ta đề xuất ra cái bài tìm đường đi ngắn nhất có những cái giải thuật mới. Một trong những giải thuật đấy ta có giải thuật Dijkstra là để tìm đường đi ngắn nhất. Vậy thì trước khi sang giải thuyết Dijkstra thì ta phải tìm hiểu thêm lý thuyết đồ thị của nó là gì nhé. Vậy hôm nay thầy trò mình làm việc nhanh với cái chủ đề này. Sẽ hơi khó khăn cho Nguyên và các bạn khi bắt đầu vào ngay cái chủ đề giải thuật đồ thị này, mà trước đó các giải thuật đồ thị cơ bản khác mình cũng chưa có một cái sự nhuần nhuyễn ở các giải thuật đồ thị khác. Nên sau cái buổi học hôm nay thầy gửi cho tới Nguyên và các em một số các cái bài tập duyệt đồ thị cơ bản ở bên cái lớp KNC2 mà thầy cái lớp nâng cao 2 ấy đang học, thì các em phải cài đặt được cái loại đấy trước khi cài đặt được cái các bài toán này nhé. Thì ta phát biểu lại bài toán. Một đồ thị có trọng số đó là một cái đồ thị mà mỗi cạnh của nó đều có gắn một số nguyên, thường nó là mà cái số nguyên này là chi phí để đi từ cạnh này cho tới cạnh kia. Những cái đồ thị mà không các cạnh không có giá trị ở trên đó thì người ta gọi nó là đồ thị không trọng số. Hiện nay thì sử dụng khi mô tả đồ thị thì ta có hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất ta sử dụng cái ma trận kề và ta sử dụng ma trận trọng số. Bên cạnh đó thì ta có nhiều cách để lưu trữ khác nhau, nhưng mà rõ ràng để lưu được chi phí độ dài đi chi phí để đi từ đỉnh U đến đỉnh V thì ta lưu luôn nó vào một cái mảng một chiều, mảng hai chiều là CUV. Đấy, thì ta gắn luôn CUV bằng trọng số của cạnh đấy. Nếu như ở trong cái giải thuật xây dựng đồ thị với ma trận kề thì ta sẽ xây dựng mảng AUV bằng AVU và bằng có giá trị là một để thể hiện có đường đi từ U đến V. Thì cái này nó sẽ thay vì việc lưu thể hiện được có đường đi thì nó sẽ lưu luôn trọng số của nó vào của cái cạnh đi từ đỉnh U đến đỉnh V. Đối với các cái cặp cạnh mà không có trong cái cạnh ở trong ta, thông thường thì với đồ thị của ta gồm có V đỉnh E cạnh, thì với những cái cặp UV nào đó không nằm trong đồ thị thì tức là nó hoặc là không tồn tại đường đi, hay là nó không nằm trong cái tập của đồ thị này, thì thường thì người ta ta nó là những cái cạnh không được xét đến trong cái quá trình ta duyệt đồ thị. Và những cái cạnh đó thông thường thì trọng số của nó ta sẽ gắn bằng dương vô cùng,
như là cái giá trị 1E9. 1E9. 1E9 tức là 10 mũi 9, hoặc là gắn giá trị bằng 0, hoặc là giá trị bằng âm 1E9. Ví dụ như để tìm đường đi dài nhất, tìm đường đi ngắn nhất, tìm đường đi ngắn nhì, thì ta khởi tạo nó để ta tránh đi vào những cái đường đấy, bởi vì nó không có cái cạnh đấy, hoặc là cạnh đấy là cạnh vi phạm. Mà bắt đầu thì trong quá trình lên thì ta nhận thấy rằng do cái đồ thị vô đồ thị này là một đồ thị có hướng hoặc là vô hướng, nhưng nó không phải là đa đồ thị, và nó cũng không phải là nó không có khuyên, không có cạnh song song, nên các cái đỉnh này thì ta có CVV bằng không, tức là đường đi từ đỉnh đó quay trở lại đỉnh đó bằng không, thể hiện rằng đồ thị này không có khuyên. Trong một đồ thị gồm có n đỉnh m cạnh, giả sử đây ta có cạnh u và cạnh v, ta nối đây xuống đây một cạnh, từ từ đây ta nối xuống có hai cạnh nữa, thì khi đó cứ với mỗi đỉnh thì nếu nó có một cái được gọi là khuyên, khi nó xuất phát từ đỉnh đó lại quay lại đúng đỉnh vừa xuất phát mà không đi qua đỉnh trung gian, thì cái này người ta gọi nó là khuyên. Thì ở đây ta có CVV bằng không thì thể hiện rằng là không có cái cạnh này, không có khuyên. Đấy. Một đồ thị không có khuyên và không có cạnh song song thì nó được gọi là đơn đồ thị. Ngược lại thì nó gọi là đa đồ thị. Trong khi học đồ thị ta có khái niệm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T là danh sách các đỉnh đi từ đỉnh S đến đỉnh T, mà giữa hai cạnh đỉnh U thứ y và đỉnh U thứ y cộng 1 có đường đi từ đỉnh trực tiếp từ hai đỉnh đấy. Chu trình đó là một cái đường đi xuất phát từ một đỉnh đi qua các đỉnh trung gian và quay lại cái đỉnh ban đầu. Độ dài đường đi thông thường nó tính bằng tổng trọng số của các cạnh đi qua. Tổng trọng số của các cạnh đi qua. Đó là cái phần khái niệm ta cần nắm rõ. Ta quay trở lại cái bài toán hôm nay ta tìm hiểu là bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Thì khi mà ta sử dụng thằng Google Maps, nhất là thầy trò mình đi du lịch ở đâu đó, nhất là xuống Hà Nội, trước khi các bạn đi xe ôm hay đi taxi, ta thường có thói quen dùng Google Maps để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh T. Từ đỉnh S cho tới đỉnh T. Vậy thì rõ ràng để tìm được đường đi ngắn nhất, à thầy chào phát nhé. Ta đang quay về cái khái niệm bài toán đường đi ngắn nhất. Rồi thầy xin chào Minh Chu. Thầy gửi lại cái file lý thuyết về một chút về lý thuyết đồ thị, các em tải về rồi để thầy gửi trong nhóm Zalo. Em tải về trong nhóm, ta có hai file nhé, một file là hôm trước thầy biên tập có code mẫu, một file này thì thầy cho mình tìm hiểu sâu hơn về phần lý thuyết. Bài toán đường đi ngắn nhất là một trong những cái giải thuật cơ bản trên đồ thị. Đi thi chỉ mong gặp được nó bởi vì nó là lớp bài tập dễ. Nó không giống như các bài tập về chuyên đề số học nâng cao hay là các đồ chuyên đề về quy hành động nâng cao, mà hoặc là xử lý sâu nâng cao. Thì bài toán đường đi ngắn nhất là một trong những cái chủ đề dễ, giống như giải thuật duyệt theo chiều sâu ấy. DFS, nó là giải thuật cơ bản. Do đó không học nó thì không làm được, mà học nó thì chắc chắn sẽ làm được. Nên Minh Chu, Ngọc Phát và Nguyên, các em chắc chắn là khi học xong các em sẽ có thể cài đặt được. Ta cài đặt và đi cài đặt lại vài trăm lần sẽ thuộc ngay, giống như cài giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu ấy. Nhắm mắt cô cũng được. Đi thi ở cái cấp độ cấp tỉnh thì một cái bài duyệt đường đi ngắn nhất nó không thể khó được. Mà nếu mà khó được mấy kia thì chứng tỏ cái người ra đề nó phải tầm cỡ quốc gia hoặc là quốc tế. Còn với những cái bài giải thuật DFS cơ bản, à quên, những cái bài giải thuật trên đồ thị cơ bản, thì các bạn chỉ cần học được khái niệm của đồ thị, cốt được cốt mẫu của nó thì các em hoàn toàn có thể vận dụng được. Rồi quay trở lại cái file thầy vừa gửi về tới các em ở trong nhóm Zalo và trong cửa sổ tin nhắn. Hôm nay ta quay về cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Thầy đi du lịch xuống dưới Hà Nội, thầy xuống ngay chỗ đầu cầu Giấy. Thầy muốn đi đi sang chỗ thiên thiên đường Bảo Sơn để chơi.
Vậy thì thầy sẽ bật điện thoại Google Maps lên, thầy gõ địa điểm xuất phát là chân cầu Mai Dịch, điểm đến là Thiên đường Bảo Sơn. Và khi đó Google Maps nó sẽ đề xuất ra một số cái đường ngoằn ngoèo kiểu như thế này. Đấy. Trong đó nó lại có một cái đường mờ mờ hơn, nó lại đi sang bên này. Đấy, nó lại có một cái đường khác đi vòng vòng xa hơn, nhưng nó lại ít tắc đường hơn. Vậy thì cũng là xuất phát từ một điểm là đỉnh số 1 và điểm đến là đỉnh số 2. Thì Google Maps nó đề xuất được rất nhiều đường. Trong đó có một cái đường thì được gọi là đường đi ngắn nhất với tổng thời gian và chi phí ngắn nhất. Từ đó thì ta nhận thấy rằng cái nhu cầu để giải quyết bài toán đường đi ngắn nhất là nhu cầu tất yếu. Khách hàng luôn muốn chọn ra một con đường ngắn nhất để đi với để chi phí nó rẻ nhất mà. À, quay trở lại bài toán này, chúng ta thấy rằng để tìm được đường đi ngắn nhất thì thầy trò mình sẽ phải hiểu được khái niệm của nó. Vậy thì phần khái niệm thầy trò mình tìm hiểu như sau. Đi chúng ta chơi con. Vậy thì cái bài toán tìm đường đi giữa hai địa điểm để có một cái hành trình là tiết kiệm nhất. Đấy. Hành chi phí tiết kiệm này thì bao gồm ví dụ thầy đang ở một đỉnh thứ nhất, thầy đi sang đỉnh thứ hai, chi phí của nó là A đồng chẳng hạn. Sau đó thầy đi nó sang đỉnh thứ ba, đấy, đấy chi phí là B đồng chẳng hạn. Xong từ đi từ đỉnh này qua một cái đỉnh khác, chi phí là A phẩy đồng. Đấy. Xong đi trực tiếp từ đây thì có chi phí là B phẩy đồng. Thầy bây giờ hỏi là nếu thầy đi xuất phát từ đỉnh số 1 đi 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 đến đỉnh số 2 là đỉnh này thì chi phí đi đường nào là tốt nhất, là rẻ nhất. Thì vậy thì nó chẳng qua là bài toán tính tổng trọng số trên đường đi thôi. Và bài này mình hoàn toàn có thể làm tốt được bởi các phép toán duyệt đồ thị. Như vậy thì việc ta chỉ ra được đường đi ngắn nhất, đồng thời ta tìm luôn được cái chi phí tiết kiệm nhất. Bên cạnh bài toán chi phí tiết kiệm nhất thì ta cũng nên có một cái nhìn tổng quan rằng cái bài toán chi phí tiết kiệm nhất này nó chỉ là một bài toán. Ví dụ ta có bài toán tìm đường đi ngắn nhì, tìm đường đi dài nhất, vân vân. Nó có những cái bài toán phát sinh từ bài toán này ra. Trong đó bài toán tối ưu nhất là bài toán tìm đường đi ngắn nhất. Nhưng nếu người ta không hỏi đường đi ngắn nhất mà người ta hỏi đường đi ngắn nhì thì mình phải làm thế nào? Thì đầu tiên ta phải tìm được đường đi ngắn nhất trước đã. Rồi. Bây giờ thì cho mình thực hiện tiếp, tìm hiểu tiếp. Là khi đó nó phát sinh các cái đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh của đồ thị. Đây là một cái nhu cầu tất yếu. Phát biểu lại tổng dạng tổng quát thì trong một cái đồ thị có V đỉnh và E cạnh. Bài toán của chúng ta là bài toán tìm một cái đường đi xuất phát từ đỉnh S và đi đến đỉnh T nằm trong đồ thị này. Tất nhiên đồ thị nó phải liên thông, nếu mà nó không liên thông thì làm sao có đường đi được, đúng không? Nên có những cái bài người ta ở mức độ nâng cao người ta cài cắm là đồ thị bao gồm có nhiều thành phần liên thông, và bây giờ người ta cho phép bạn xây dựng một cạnh với trọng số là delta. Bây giờ người ta hỏi rằng là bạn được nối một cạnh không được nối trực tiếp giữa hai đỉnh và được nối một cái cạnh đỉnh hai đỉnh bất kỳ khác ngoài hai đỉnh điện đến và đi, yêu cầu là bạn hãy nối để sao cho tổng đường đi với chi phí là nhỏ nhất. Đấy, ví dụ như thế thì khi đó là nó có bài tờ đồ thị trên hai vùng các đỉnh đỉnh đến và đỉnh đi có thể nằm ở trên các vùng liên thông khác nhau. Hoặc lại rồi bây giờ thì ta quay ra về bài toán. Bây giờ độ dài của đường đi này thì người ta gọi nó là DS, D, S và F. D là độ dài, gọi distance là khoảng cách. Là khoảng cách từ đỉnh S cho đến đỉnh F. Thầy thì khi code thầy hay sử dụng đỉnh S cho đến đỉnh T. Nếu như không tồn tại đường đi thì bởi vì bài toán này tìm đường đi ngắn nhất nên nếu không tồn tại đường đi thì thầy khởi tạo nó bằng 1E9 là bởi một giá trị vô cùng lớn để nó không đi vào cái đường đấy, nó không cập nhật cái thằng đấy. Kế tiếp nữa người ta có khái niệm đồ thị chu trình âm. Đồ thị chu trình âm đó là đồ thị có độ dài âm, nên có một cái là ví dụ như chi phí để đi từ 1 cho đến 3 là độ dài âm là bằng
âm năm chẳng à, qua chi phí là âm năm chẳng hạn, tức là nếu bạn đi từ cạnh 1 đến cạnh 3 không những mất tiền mà bạn còn được thưởng là 5 đồng đấy chẳng hạn. Thì đồ thị có chu trình âm thì ta sẽ khoảng cách giữa các cặp số nguyên nào đó có thể không xác định, bởi vì theo vòng của chu trình này thì bằng cách đi vòng theo chu trình này một số lần đủ lớn thì ta có thể đường đi giữa hai đỉnh nào đó có này và nhỏ hơn bất kỳ một số nào cho trước. Điều này nó có nghĩa là khi ta đi vào một cái chu trình âm ấy, thì tức là đi vào trên một cái đồ thị mà có cạnh âm ấy, ví dụ như thầy có cạnh đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 chi phí là 5, từ đỉnh 3 đến đỉnh 4 chi phí là âm 2. Đấy. Như vậy thì nếu là đi từ đỉnh 1 đến đỉnh 3 chi phí của thầy chỉ có là dương 3 thôi, nên nó nhỏ hơn bất kỳ một số cái đường đi nào khác cho trước. Như vậy thì ta quay về cái bài toán tìm đường đi cơ bản mà nó có cái giá trị là ngắn nhất, mà không có được cái đỉnh nào lặp lại. Tức là tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh T mà không đi qua một cái đỉnh nào đó quá một lần. Và tổng được chi phí đường đi được lại là ngắn nhất. Còn các cái vấn đề khác thì ta chưa bàn ở đây. Ví dụ như các đồ thị có cạnh song song, đồ thị có khuyên, đấy, vân vân. Đồ thị có cạnh song song đó là cái đồ thị mà có từ một đỉnh một, có một đỉnh hai, nó có hai cạnh xuất phát trực tiếp từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 thì người ta gọi đó là song song. Khuyên đó là xuất phát từ đỉnh này quay trở lại đỉnh đó mà không đi qua đỉnh khác, người ta gọi đó là khuyên. Thì cái đó người ta gọi đó là đa đồ thị. Thì các bài tập về đa đồ thị là các bài tập nâng cao. Và chờ thầy tí nhé. Rồi ta tiếp tục nhé. Như vậy thì ở cái bài toán thầy trò mình đang tiếp cận thì nó chỉ là một cái nhánh rất nhỏ của cái bài toán đồ thị lớn. Do đó bây giờ trong cái nội dung hôm nay, trong cái file thầy đã gửi các em thì ta chủ yếu là tìm bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh trên một đồ thị, chứ chưa nói đến các cái yếu tố phức tạp khác ở trên đồ thị đấy. Và cái đề thi ở mức độ cấp tỉnh của mình nó cũng chỉ ở cái tầm khu vực đấy thôi, chứ nó không thể đưa ra được một những cái bài tập về đồ thị quá lớn, quá phức tạp. Khi mà ta bây giờ cho một cái đồ thị không có chu trình âm thì khi đó một ta sẽ luôn chỉ ra được một cái đường đi ngắn nhất là một cái đường đi cơ bản từ đỉnh này qua đỉnh kia. Ngay khi từ dữ liệu đầu vào thì ta có thể tính được luôn khoảng cách từ đỉnh S tới tất cả các cái đỉnh khác. Thì khi đó cái đường đi ngắn nhất này thì ta sẽ được tính là cái đường là một là cái đường có tổng trọng số tốt nhất trong các cái đường đã đi qua. Vậy thì trong cái quá trình xây dựng đồ thị thì ta sẽ áp dụng theo cái giải thuật sau. Bạn sang trang thứ hai. Đấy. Bây giờ ta sẽ thực hiện là trong thầy gọi CUV như khi nãy ta nói, CUV là trọng số của cạnh UV, tức là thể hiện rằng có đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V và độ chi phí là ví dụ như để đi từ đỉnh 1 đi sang đỉnh 2 chi phí có là 5 đồng, thì khi đó thầy gắn C12 đấy, thầy gắn C12 có giá trị bằng 5. Và tí nữa trong cái quá trình mình thầy duyệt đồ thị theo các giải thuật tìm đường đi ngắn nhất thì thầy sẽ lấy cái trọng số này để cập nhật.
Và khi đó thì ta cũng quy ước luôn là cái đường đi mà xuất phát từ đỉnh đó mà quay trở lại về đúng đỉnh đó, cái này người ta gọi nó là quyên, có trọng số bằng không, để cũng thể hiện luôn là đồ thị này không có quyên nhé. Quyên là một cái đỉnh đi từ xuất phát từ một đỉnh đi quay trở về đỉnh đó mà không đi qua đỉnh trung gian khác, thì người ta gọi nó là quyên, à, giống như khuyên tai ấy. Với những các đỉnh mà không tồn tại đường đi trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau, ta tạm gọi là các đỉnh mà không nằm trong cùng một vùng liên thông, thì ta gắn CUV bằng 1E9, 1E9 bằng dương vô cùng. Đấy, bằng 1E9 nhé. Để vẽ bằng chuột này chữ nữa thấy xấu. Nếu mà không tồn tại đường đi từ U đến V, tức là các đỉnh này nằm ở các vùng liên thông khác nhau, thì độ dài chi phí để đi từ đỉnh này đến đỉnh kia là bằng dương vô cùng. Mình đặt nó bằng lớn bởi vì mình đang đi tìm đường đi ngắn nhất mà, nên khi mà ta đặt nó bằng dương vô cùng thì nó sẽ không đi vào các cạnh đấy. Và ta gọi DSV là khoảng cách từ đỉnh S đến đỉnh V. Khoảng cách này đó chính là tổng trọng số đi từ đỉnh S đi đến đỉnh V, người ta gọi nó là DSV. Vậy thì đường đi ngắn nhất của nó đó chính là cái thằng DSV có giá trị nhỏ nhất. Và từ đây thì ta nhận thấy như thế này: nếu đồ thị của thầy xuất phát từ đỉnh 1, thầy đi qua đỉnh 2 với chi phí là D12, sau đó từ đỉnh 2 thầy đi đi sang đỉnh 3 với chi phí, đây thầy gọi nó là D1, đây là chi phí D2, thì rõ ràng để tính được chi phí từ đỉnh 1 đi sang đỉnh 3 thì nó sẽ bằng D1 cộng D2, tức là chi phí từ đỉnh S từ đỉnh 1 đến đỉnh 3 thì sẽ bằng chi phí từ đỉnh 1 đến đỉnh 2 là từ đây đến đây cộng với chi phí từ thằng CS là từ đỉnh 2 cho đến đỉnh 3. Đấy. Vậy thì từ đó thì ta nhận thấy rằng cái thằng đề khi mà mình có nhiều đỉnh rồi, chỗ này thì lấy lại. Ví dụ như thầy đang đi từ đỉnh 1, thầy lấy nhiều đỉnh hơn một tí, thầy đi qua đỉnh 2, đi qua đỉnh 3, đi qua đỉnh 4. Rồi vân vân, phải đi qua đỉnh 5, rồi thầy đi qua đỉnh 6. Đây là đỉnh xuất phát của thầy. Từ S này viết tắt của chữ start là bắt đầu. Còn chữ F này là viết tắt của chữ finish là kết thúc, tức là đầu và cuối. Nên khi các bạn sử dụng Google, Google Maps ấy, nó có cái điểm khởi hành và điểm đến ấy. Đấy, còn đây là điểm finish là điểm kết thúc. Thì bây giờ thầy đánh số thứ tự là ví dụ như thầy đi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất nhiên ở đây thì nó cũng có các cái đường đi khác. Ví dụ như thế. Ví dụ như thế. Thì thầy nhận thấy như sau: chi phí để đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 6, từ 1 cho đến đỉnh 6 thì nó sẽ bằng chi phí từ đỉnh 1 đi đến đỉnh 5. Đấy, bằng đi chi phí đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 5 cộng chi phí đi từ đỉnh 5 cho đến đỉnh 6 cộng chi phí đi từ đỉnh 5 đến đỉnh 6. Nó cũng giống như khi mà thầy trò mình học cái phần tính tổng tích lũy, ta có tổng đường đi từ tổng các phần tử từ 1 đến n thì bằng si trừ 1 cộng với thằng ai, thì đây thì thằng c của f1i f đó là tổng đường đi từ 1 đến 6 sẽ bằng tổng đường đi từ 1 đến 5 cộng với đường đi từ 1 đến 6 với chi phí đi từ 1 đến 6. Và nhìn vào đấy thì các bạn thấy đã, à, hóa ra nó đơn giản như thế. Rồi để xóa cái này đi. Với cái ý nghĩa như trên thì chạy tí nữa trong phần công thức thì các bạn nhận thấy được rằng như vậy hóa ra để đi đến một cái đỉnh nào đó thì công việc của mình là phải tối ưu cái thằng này. Phải tối ưu thằng này. Đấy. Và để tối ưu thằng này thì chứng tỏ mình sẽ phải tối ưu các bước trước đó. Và khi việc chọn một cái đỉnh nào đi đến thì cái tổng trọng số của đường đi trước đó cộng với cái đỉnh đi đến nó phải là bé nhất. Bởi lẽ trong các đỉnh đi qua mà mình nhỡ đi vào một cái cạnh dài hơn rồi thì cái đoạn cuối mà ta đi vào mà nó có tương đương bằng nhau thì khả năng nguy cơ là nó sẽ đi vào một cái đường dài hơn. Vậy thì ta nhận thấy rằng độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh đầu cho đến đỉnh cuối
sẽ bằng độ dài đường đi từ đỉnh xuất phát cho đến một cái đỉnh trung gian, đấy, cộng với chi phí để đi từ đỉnh trung gian cho đến đỉnh cuối. Và trong đó cái đỉnh trung gian đến đỉnh cuối này nó có tồn tại đường đi trực tiếp. Đấy. Vậy thì mình sẽ cập nhật một cách tuần tự như vậy. Với việc cập nhật như thế thì ta nhận từ cái công thức trên thì ta nhận thấy rằng là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh F, từ start cho tới finish, sẽ bằng từ độ dài đường đi tổng cộng dồn cho tới cộng dồn cái giá trị tốt nhất cho tới đỉnh F trừ 1 đến một cái đỉnh F trung gian, và cộng với chi phí để đi từ đỉnh trung gian đó cho tới đỉnh đến. Vậy thì cái đỉnh F1 này là đó là cái đỉnh liền trước, hay nói cách khác nó là cái đỉnh có đường đi trực tiếp cho tới đỉnh đích. Quay xuống dưới ta nhìn trên đồ thị này, có cái đồ thị nào đâu đây nhỉ? Đây có đồ thị này. Ví dụ để đi được từ đỉnh 1 cho tới đỉnh 4 thì rõ ràng tổng chi phí đường đi tốt nhất từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 4 sẽ bằng tổng chi phí tốt nhất đi được từ đỉnh 1 đến đỉnh 3 cộng với chi phí đi được từ đỉnh 3 đến đỉnh 4. Đấy, chính chức là thằng C34. Thì do đó cái đỉnh F1 này này gọi là đỉnh liền trước của cái đỉnh đích, tức là cái đỉnh mà có tồn tại đường đi từ nó cho tới đỉnh đích. Đấy. Cứ tương tự như vậy, để đi đến được thằng 3 tốt nhất thì thầy trò mình lại phải là để đi đến được thằng 3 tốt nhất thì mình phải đi được đến thằng này tốt nhất cộng với chi phí của thằng này. À, cứ tương tự như vậy thì thầy trò mình sẽ có được cái như sau. Khi đó cái đỉnh mà thầy vừa khoanh khi nãy, cái đỉnh số 3 ấy, nó được gọi là đỉnh liền trước của đỉnh F. Đấy. Và nếu cái đỉnh F1 này mà chưa mà trùng với đỉnh S thì điều đó chứng tỏ rằng F1 đó chính là đỉnh xuất phát. Thì khi đó ta đã trả ra được cái đường đi trực tiếp theo cung từ S đến F, hay nói khác là đỉnh xuất phát với gọi là gì nhỉ? Đỉnh đầu mà để cái đỉnh xuất phát trùng với cái đỉnh trung gian thì khi đó từ đỉnh này, từ đỉnh xuất phát cho đến đỉnh trung gian là nó có đường đi trực tiếp. Đấy. Và được một cái đường đi trực tiếp như này thì người ta gọi nó là một cung. Trên đồ thị có hướng, trên đồ thị vô hướng thì một cạnh nối giữa đỉnh này với đỉnh kia người ta gọi là cạnh. Trên đồ thị vô hướng thì gọi là cạnh, trên đồ thị có hướng thì người ta gọi nó là một cung. Vậy cung của một cung trên đồ thị đó là một cạnh. Ta vừa học và vừa ôn lại các khái niệm nhé. Bây giờ ta thực hiện là bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S. Như vậy bài toán của mình bây giờ ta quan tâm là ta sẽ lại tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh F1. Vậy thì để đi tính được chi phí nhỏ nhất từ 1 đến 5 thì ta định có một cái đường đi từ 3 nối trực tiếp với 5. Vậy thì mình sẽ tìm đường đi ngắn nhất từ 1 cho tới 3. Đấy. Bởi vì từ 3 đến 5 là chi phí cố định rồi mà. Vậy thì nếu cái đường chi đi trước đó mà là nhỏ nhất thì cộng với một chi phí cố định thì chắc chắn nó sẽ nhỏ nhất. Và tương tự như vậy thì bài toán của ta nó thu gọi là để đi tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh F1, tức là ta lại phải tìm cái thằng này nhỏ nhất, thì nó lại ta lại tìm cái thằng đỉnh F2 sao cho chi phí để đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát cho tới cái đỉnh trung gian F1 bằng chi phí nhỏ nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh trung gian F2 cộng với chi phí từ đỉnh F2 cho đến đỉnh F1. Trong đó đỉnh F2 là cái đỉnh có đường đi gọi là gì ạ? Là cái liền trước của cái thằng F1, tức là cái đỉnh mà có thể đi đến được F1, xong từ F1 mình nhảy đi đến cái thằng cuối cùng. Gần như vậy thì quá trình cứ tiếp tục như vậy thì ta sẽ thu được dãy tất cả các cái đỉnh. Đấy. Nó chứa dãy tất cả các đỉnh và nó sẽ kết thúc ở cái đỉnh xuất phát. Bởi vì quá trình ta lần lần ngược nhé, bắt đầu là F1 nó sát với thằng finish, sau đó F2 là cách thằng F1, F3, F2, F4, F5, F6, như vậy thì đến khi nào nó gặp được cái đỉnh xuất phát thì chính là đỉnh start ấy, là đỉnh xuất phát ấy, thì khi đó ta dừng lại. Vậy thì lần ngược thứ tự các đỉnh này thì ta sẽ thu được cái đường đi từ đỉnh này cho đến đỉnh kia. Để lần ngược, cái cách hay nhất để sử dụng lần ngược đó là các bạn đẩy nó vào một cái stack. Nếu mà các bạn có nhu cầu lưu cái đường đi, đẩy nó vào stack, hoặc là trong quá trình dùng các em đẩy nó vào queue và lấy nó ra.
Còn bạn nào không thích dùng Stack View thì các em dùng mảng một chiều. Ngày trước khi mới học phần này thầy toàn dùng mảng một chiều để truy vết ra, sau đó lật ngược cái mảng truy vết đó. Như vậy thì trong cái quá trình làm vậy thì ta sẽ thực hiện lưu vết được cái đường đi trong cái quá trình tìm kiếm đường đi ngắn nhất. Và cái quá trình lưu vết này sẽ giúp cho ta liệt kê được một cái đường đi ngắn nhất từ đỉnh S đến đỉnh T. Thậm chí trong cái quá trình đấy ta có thể liệt kê được tất cả các đường đi ngắn nhất từ S tới T. Nên ta có các bài toán cơ bản về đồ thị tìm đường đi ngắn nhất. Bài toán thứ nhất, cho một đồ thị gồm có N đỉnh, cùng có S, N đỉnh và S cạnh, M cạnh, và người ta yêu cầu tìm và cho đỉnh S và đỉnh T. Hãy tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T là bài thứ nhất, thì đưa ra trọng số. Bài toán thứ hai là đưa ra đường đi. Bài toán thứ ba là liệt kê tất cả các đường đi từ S đến T đấy mà là ngắn nhất. Rồi trong những đường ngắn nhất đấy hãy liệt kê các cái đường thỏa mãn điều kiện, ví dụ không đi qua một cái đỉnh trung gian nào đó đấy. Thì hoặc là tìm đường đi ngắn nhất mà sao cho từ S đến T mà sao cho ta có thể đi được hai chiều đấy. Mình D vậy à, mình tìm đường đi ngắn nhất từ S đến T, sau tìm đường đi ngắn nhất từ T về S, có cái đường nào chung thì chứng tỏ cái đường đó là đường đi hai chiều, ta có thể đi ra đi được trung đỉnh trung cạnh. Từ cái nhìn tổng quát như trên thì át hẳn Nguyên Phát và Trung Minh đã nhận thấy rằng bài toán tìm đường đi ngắn nhất là một bài toán dễ. Thực sự trong lập trình nó là một bài toán dễ. Vậy thầy trò mình phải làm chủ được nó. Đi thi bài toán này nếu học rồi thì chắc chắn các em sẽ làm full điểm. Và ta nhận thấy bài toán tìm đường đi ngắn nhất là một bài toán dễ, bởi vì giải thuật nó là cố định, nó cũng giải thuật giống như giải thuật quicksort đấy, giải thuật sắp xếp nhanh ấy. Khi chưa học thì chưa cốt được, học xong cốt 100 lần như 100. Bây giờ ta xét một cái thuật toán tìm đường đi từ đỉnh S đến đỉnh F, từ start cho tới finish trên một cái đơn đồ thị có hướng nhé. Đơn đồ thị là không phải là đa đồ thị. Một đồ thị gọi là đa đồ thị khi nó có cạnh song song và có khuyên. Một đơn đồ thị là không có cạnh song song. Đây, như thế này được gọi là cạnh song song. Như thế này được gọi là khuyên. Một đồ thị mà không có cái này thì người ta gọi nó là một đơn đồ thị. Mà các cái cạnh được có quy định chiều xuất phát, chiều đi ở trên đồ thị thì tất cả các cạnh có hướng thì người ta gọi nó là đồ thị có hướng. Như vậy đơn đồ thị là đồ thị không có cạnh song song, không có khuyên. Có hướng đó là tất cả các cạnh có quy định hướng đi. Các cạnh đi từ đỉnh S đi từ đỉnh U cho đến đỉnh V do có hướng nên người ta gọi nó là các cung. Đấy. Các cung thể hiện rằng có hướng. Trên đồ thị đơn đồ thị trong trên một cái đơn đồ thị vô hướng trọng số không âm thì bài toán tìm đường đi ngắn nhất này ta cũng có thể quy định về nó bài toán là đường đi. Mà trên quay về cũng có thể quy về bài toán này với cái bài toán là có đường đi hai chiều. Vậy đường đi một chiều hay đường đi hai chiều đó là cái chỗ mà mình xây dựng đồ thị thôi, nó cũng không có gì quá lớn lao. Từ đó thì ta có thể có một chút cái sửa đổi trong cái thủ tục xây dựng đồ thị để là giải quyết được cái bài toán trên một cái đồ thị mà có trọng số không âm, và bài toán là để đi tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số không âm và một đơn đồ thị và cạnh của nó là cạnh vô hướng, thì ta chỉ xây dựng đồ thị sau đó áp dụng giải thuật tương tự. Rồi bây giờ thầy cho mình quay ra phân tích cái giải thuật ở trong cái tờ đề. Đầu tiên ta xác định input của bài toán. Đề bài cho N đỉnh, M cạnh, đỉnh xuất phát là đỉnh S, đỉnh kết thúc là đỉnh finish. M dòng tiếp theo có mỗi bộ số UV, vậy thì và UV là thể hiện rằng có tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V. Khi xây dựng đồ thị có hướng thì ta gắn CUV bằng trọng số. Đấy, ta gắn CUV bằng trọng số. Và trong vì trọng số không âm nên ta
Rồi về thêm một cái nữa là với đồ thị có vô hướng thì ta gắn CUV bằng trọng số. Ví dụ như cạnh nối từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 2 có trọng số là 5 thì ta gắn C12 bằng 5. Trên đồ thị vô hướng ta gắn C21 cũng bằng 5. Đấy, để tí nữa mình xây dựng. Rồi bây giờ với cái đồ thị như thế thì ta sẽ đọc được dữ liệu bằng cái cách như trên. Rồi bây giờ thầy trò mình bắt đầu vừa code chương trình vừa cài đặt luôn. Các bạn mở code chương trình ra để thầy trò mình xây dựng được đồ thị trước khi thầy trò mình thực hiện giải thuật nhé. Rồi các em bật code block ra. Cái slide này nó ở trang số bao nhiêu nhỉ? Các bạn lăn chuột đến cái zoom của thầy nó chắn lên để thầy pin nó lại cho nó bé lại nhé. Nó ở trang số 3 ở trong cái file thầy đã gửi tới các em. Các bạn code block nhé. Tí nữa các em sẽ chia sẻ màn hình của mình về bài các đang làm để đảm bảo rằng cả ba em đều cần phải cài đặt thành thạo nó. Đó. Giải thuật đầu tiên trước khi sử dụng giải thuật đi tra ta sử dụng for Pacman trước. Vậy đây thì, trong cái file kia thì thầy hướng dẫn giải thuật đi tra. For Pacman thì thầy hay gọi là Benman for bởi vì chữ B đọc trước trông nó thuận tiện hơn. Rồi bây giờ thầy cho mình bắt đầu thực hiện đọc đồ thị. Đầu tiên ta phải xây dựng được đồ thị trước đã. Bên kia các bạn bắt đầu code luôn nhé. Các em nào làm tốt ở phần này rồi thì các em đọc tiếp các cái bài phần lý thuyết thật kỹ để ta hiểu rõ hơn. Bởi vì như cô Kiều Anh có nói là muốn cho các em nắm vững nắm chắc cái giải thuật duyệt đồ thị theo chiều sâu. Có thể Minh Chu đã cũng đã cài đặt tốt, Phát và Nguyên đã cài đặt tốt chưa? Rồi bây giờ ta sử dụng cái mảng C để lưu trọng số. Rồi ta có N đỉnh, M cạnh, rồi đỉnh start, đỉnh finish là đỉnh kết thúc. Rồi. Thì tổ chức tên nó là For Pacman luôn nhé. Đôi 4 6 8 bỏ chữ. Bài này ta đặt tên nó là MinPad cũng được. Để đường đi ngắn nhất, đó là bài khá quen thuộc. Rồi ta đọc là N đỉnh này, M cạnh này, đỉnh xuất phát là đỉnh S này, đỉnh đến là đỉnh T này. Sau đó ta thực hiện lần lượt đọc M cạnh này vào. Ta đọc được đồ thị cái đó. Ta sẽ in vào cạnh UV và trọng số là D. Đấy. Thì khi đó thầy gắn CUV bằng D. Bởi vì đồ thị này có hướng nên ta chỉ gắn đường đi từ U đến V bằng D. Còn nếu mà đồ thị vô hướng thì các bạn gắn là CVU cũng bằng D luôn. Đồ thị vô hướng. Đấy, nó chỉ khác có mỗi chỗ này thôi. Ở đây vì UV dùng tạm thì thầy mình khai báo UV ở đây. Rồi sau khi đọc xong như vậy ta đã xây dựng được xong đồ thị rồi. Rồi thì kiểm tra xem có lỗi gì trong xây dựng đồ thị không. MNST. Vậy thì phóng to cái thằng này lên xem nó bảo lỗi gì anh. Mình T chưa khai báo. À, đỉnh ấy, đỉnh nhé.
Biến D chưa khai vào. Biến D là cũng là biến tạm. Rồi, ok. Như vậy, cái phần đầu tiên thầy trò mình đã làm thành công đó là xây dựng được đồ thị đã nhé. Cái cửa sổ này zoom cố to lên một tí. Ta làm à, chắc từng bước một thôi nhỉ. Đó cũng là điểm danh luôn cô Kiều Anh nhé. Đề nghị điểm danh rất chắc và tí nữa các em sẽ chia sẻ bài làm của mình nhé. À, ta đã xong được cái bước thứ nhất là cái bước đọc à, được rồi. Bây giờ thầy cho mình tiếp tục phân biệt phân tích theo cái giải thuật For Bellman. À, giải thuật For Bellman để giải thuật là tìm đường đi ngắn nhất trên cái đường, trên một đồ thị không có chu trình âm. Chu trình âm là gì? Chu trình âm đó là cái đường đi mà làm một cái đồ thị không có chu trình và không có cái cạnh có trọng số âm. Đấy. Nên có bạn mà hỏi chu trình âm đây, bên phía bên trên nó có giải thích rất rõ cái chỗ chu trình âm cái này đầu đầu giờ đây. Đồ thị không có chu trình âm. Đâu nhỉ? Đây. Chu trình âm là chu trình và có độ dài là âm. Đấy. Độ dài là âm tức là khoảng cách đường đi của nó là có ví dụ như là một số các cái bài mà mình được không những được thưởng mà không những phải chi tính chi phí mà ta lại còn phải để được thưởng nữa chẳng hạn. Thì khi đó cái điểm tổng trọng số vào nó sẽ là số âm. Vậy thì giải thuật vào For Bellman thì nó phát biểu cụ thể như sau. Với một cái đỉnh xuất phát là đỉnh S thì người ta gọi DV là khoảng cách từ đỉnh S cho tới đỉnh V nhé. DV là khoảng cách từ đỉnh S đến đỉnh V thì người ta sử dụng chỗ input của bài toán. Để cho mình đổi tên biến khác đi. Bởi vì D ở đây ta đang sử dụng vào việc khác là thì gọi nó là DD đi. Đó. Đấy. Thầy gọi DV là khoảng cách từ đỉnh S cho tới đỉnh V. Như vậy thì trên một cái đồ thị như thế này, thầy có một cái đồ thị đi qua đỉnh này. Đi qua đỉnh này. Đi qua đỉnh này. Các đỉnh của thầy đang lần lượt là 1, 2, 3, 4. Ở đây thầy có cạnh số 5 chẳng hạn, nó rẽ xuống đây. Bây giờ thầy gọi DV là D1 chẳng hạn, là khoảng cách từ đỉnh S cho tới đỉnh 1. D3, ví dụ như thằng D5 của thầy là khoảng cách, ví dụ như đỉnh S của thầy, thầy đang đứng ở đỉnh 1, là khoảng cách từ đỉnh 1 cho tới đỉnh 5. Các bạn chờ thầy tí nhé. Các em chờ thầy một giây nhé.
À, ta tiếp tục các em nhé. Bé con nhà thầy nó vừa rồi ta gọi DV là khoảng cách từ đỉnh S cho đến đỉnh V. Như vậy D5 là gì? D5 là khoảng cách là đi từ đỉnh 1 cho tới đỉnh 5. Ví dụ như bây giờ đỉnh xuất phát của thầy bây giờ đang là đỉnh 2 chẳng hạn, bây giờ đỉnh start của thầy đang ở đây. Thì D5 của thầy là khoảng cách đi từ đỉnh 2 cho đến đỉnh 5. Vậy thì thầy gọi tổng quát lên, thầy gọi DV là khoảng cách từ đỉnh S để đi đến đỉnh V. Thì ban đầu thì chưa xuất phát, thì do đó thì thầy khởi tạo luôn là cái khoảng cách đi từ đỉnh S đến đỉnh S tất nhiên là bằng không rồi. Ta gắn DV bằng dương vô cùng nếu đỉnh V khác đỉnh S, tức là ngay từ ban đầu thầy khởi tạo ta đang đi tìm đường đi có tổng trọng số nhỏ nhất, nên bây giờ thầy khởi tạo rằng khoảng cách đi từ đỉnh 2 cho đến đỉnh 5 bởi dương vô cùng, tức là bởi bằng 1E9 ấy, để thể hiện rằng cái giá trị ban đầu nó sẽ là một cái giá trị vô cùng lớn. Trong quá trình tìm ở sau đó, nếu tìm được một cái giá trị tốt hơn thì nó sẽ cập nhật cái giá trị tốt hơn tại cái vị trí đấy, và cái giá trị tốt hơn đó là cái bài toán tìm giá trị nhỏ nhất. Nên ban đầu ta sẽ khởi tạo DV bằng giá trị vô cùng lớn. Vô cùng lớn ở đây ta là giá trị 1E9 nhé. Ít khi có cái đồ thị nào mà có trọng số lên tới kiểu long long lắm, ít ít khi, thông thường nó chỉ là kiểu INT thôi, nên ta chỉ khởi tạo nó là 1E9 thôi, tùy vào kiểu dữ liệu. Khi đó thì công việc của mình rõ ràng, để đi tìm được cái thằng giá trị nhỏ nhất thì ta sẽ thực hiện tối ưu hóa dần các cái giá trị DV. Đó là cứ với mỗi cặp UV trên đồ thị, cứ với mỗi cặp đỉnh UV, nếu có một cái cặp UV mà DV lớn hơn DU cộng với CUV. Vậy chỗ này ta dừng lại. Ta dừng lại ở cái dòng này để chúng ta phân tích kỹ hơn nhé. Các bạn nào cũng cốt được rồi thì thầy cho mình hiểu rõ hơn tí. Khi DV là gì? Như thế này, ta có rằng là với mỗi cặp cặp đỉnh UV, ví dụ như bây giờ thầy đang đi từ đỉnh 1 qua đỉnh 2 qua đỉnh 3. Đỉnh xuất phát của thầy là đỉnh này, đỉnh kết thúc của thầy là đỉnh này, đỉnh finish của thầy là đỉnh này. Bây giờ thầy giả sử thầy có đây là đỉnh U, đây là đỉnh V. Thì khi đó ta đặt ra câu hỏi DU là gì? Đấy, ta phải trả lời được đã. Vậy thì theo định nghĩa DU là khoảng cách từ đỉnh S, khoảng cách tốt nhất đi từ đỉnh S cho đến đỉnh U. Rồi kế tiếp, DV là gì? DV là khoảng cách tốt nhất để đi từ đỉnh S cho đến đỉnh V. Đấy. CUV là gì? CUV là độ dài của cạnh UV có đường đi trực tiếp từ đỉnh U đến đỉnh V. Như vậy thì ta nhận thấy rằng là nếu đường đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh V, từ đỉnh bắt đầu cho đến đỉnh V mà lớn hơn đường đi từ đỉnh U cộng với CUV, tức là ta đi qua cạnh DUV, thì khi mà đường đi mà từ đỉnh 1 cho đến đỉnh V mà lại lớn hơn đường đi từ đỉnh U, từ đỉnh 1 cho đến đỉnh U cộng với đỉnh U, đường đi từ U đến V, thì điều đó chứng tỏ rằng nó sẽ đi theo đường là đi từ đỉnh đầu từ từ đỉnh S này qua các đỉnh trung gian đến đỉnh U này, và nó đi sang đỉnh V thông bằng cái con đường đi từ U sang V. Đấy, tức là khi biểu thức điều kiện này đúng thì chắc chắn rằng nó sẽ đi trên cạnh UV nha. Nó sẽ đi trên cạnh UV bởi vì rõ ràng tổng này nó bé hơn thì nó sẽ đi theo cạnh đó thôi, thằng nào bé hơn thì ta chọn thôi. Đấy thì ta vừa trả lời ra được câu hỏi là DU là gì, DV là gì, và DUV và CUV là gì. Thì từ đó ta nhận thấy rằng là chi phí, tổng chi phí DV là tổng chi phí nhỏ nhất đường đi từ đỉnh 1 đến đỉnh V, sẽ bởi vì đỉnh V nó đứng sau đỉnh U mà, thì mà lớn hơn tổng chi phí từ đỉnh U cho cộng với đi trên cạnh UV, thì ta thấy rằng đường đi đi từ 1 đi từ đỉnh xuất phát cho đến đỉnh V sẽ đi qua đỉnh U và đi qua cạnh UV.
vì thì khi đó ta có DV bằng DU cộng với CUV, trong đó CUV là chi phí của đi trên cạnh UV. Và ở đây ta hiểu rõ hơn là, tức là nếu độ dài đường đi từ đỉnh S đến đỉnh V mà lớn hơn tổng độ dài, đấy nhé, lớn hơn tổng độ dài đường đi từ S đến U cộng với chi phí từ U đến V, thì ta sẽ bỏ qua cái đường đi đây, bỏ qua đường đi từ S đến V, tức là mình không đi đường đấy mà ta sẽ đi từ S qua U xong từ U qua V, từ từ D đến S đến U rồi từ U qua V. Và để ý rằng là khi đó CUV ta khởi tạo bằng một E9 để thể hiện rằng là ví dụ như trên cái đồ thị này, để cho mình tìm hiểu kỹ hơn một tí nhé. Một tí nữa ta code mấy dòng là xong rồi. Đấy, thì rõ ràng trên ta thấy CUV ta có C12 có đường đi, C23 có, C24 có, nhưng C34 thì lại không có. Đấy. Vì C34 không có đường đi nên ngay từ lúc đọc dữ liệu ta khởi tạo tất cả thằng C34, các cái đỉnh mà không tồn tại đường đi trực tiếp với nhau thì ta khởi tạo nó bởi giá trị là dương vô cùng. Đấy. Vậy thì thầy trò mình tới thời điểm này ta quay trở lại code. Trước khi ta xây dựng CUV bằng D thì thầy cho mình thực hiện thêm một cái nữa. Bởi vì ta có N đỉnh nên thầy sẽ thực hiện là cho y chạy từ 1 và cho ta phao 2 vào. Không là ta phao G. Để clear thằng này cho mình. Ta chạy từ 1. G cộng cộng. Đấy. Và ta gắn AC của thằng EZ. Chỗ này ta có nhé. Theo định nghĩa thì ta có CEZ bằng 0. À, CEE bằng 0. Để thể hiện rằng là tất cả các đường đi từ đỉnh Y đến đỉnh Y đều bằng 0. Cái thứ nhất. Cái thứ hai ta gắn C của EZ bằng 1E9. Bởi để thể hiện rằng nó không tồn tại đường đi. Vì nó có, khi ta gắn nó bằng 1E9 nên khi mà mình lấy cái thằng DU cộng với CUV thì nó cộng với một cái số 1E9 thì nó cực lớn, và khi đó nó chắc chắn không đi vào cái cạnh đấy mà nó đi vào cái cạnh có tồn tại đường đi phía dưới. Và ở đây thì ta có thể khởi tạo cái thằng này ở dưới cũng được, hoặc ta khởi tạo bên ngoài cũng được. Y bằng G thì nó bằng 1E9, còn nếu không thì ta tha. Vậy thì công việc này ta khởi tạo là tất cả trọng số của các đỉnh thì ban đầu bằng đi trực tiếp đến nó bằng 0, còn các đỉnh đi qua các đỉnh khác thì sẽ là bằng 1E9. Nhớ nhé. Vậy thì ta đã xong được cái bước thứ hai. Vậy tới tầm này thì chắc chắn có khả năng là các bạn đã thấy hơi chán chán bởi vì nãy giờ chưa được code. Vậy thì để chú ý rằng ta đặt CUV bằng dương vô cùng để nếu nó không là cung, tức là nó không có đường đi trực tiếp với nhau nên nó được gọi là không là cung. Thuật toán sẽ kết thúc khi không thể tối ưu thêm một bất kỳ cái thằng DV nào nữa, tức là ta duyệt qua tất cả các thằng DV và cập nhật xong. Vậy thì quay trở lại cái giải thuật For-Bellman thì nó sẽ hoạt động như sau. Ban đầu nó khởi tạo tất cả những cái thằng DV bởi để dương vô đấy. Ban đầu nó khởi tạo tất cả các thằng DV bằng dương vô cùng. DV đó là gì? DV là khoảng cách từ đỉnh start cho đi đến đỉnh V. Vậy rồi ta giải thích thì khi nãy rồi, bây giờ thì cho mình bắt đầu code luôn. Phía bên kia các bạn cũng cài đặt chương trình luôn nhé. Rồi sau khi xây dựng đồ thị xong rồi thì bây giờ thầy trò mình bắt đầu cài đặt theo đúng cái ý tưởng của giải thuật, là ta sẽ thực hiện duyệt qua tất cả. V là số cạnh. Bây giờ thì ta thấy rằng V là nằm trong tập đỉnh. Vậy thì ta cho y chạy từ 1 cho tới n. Thế thì ta for V cũng được nhé.
thì ta gắn tất cả D của cái thằng thứ y bằng dương vô cùng, ta ghi một E9. Cái điều này có nghĩa là ta phải giải thích thêm một chút DI là gì. DI là đường đi từ đỉnh 1, tổng chi quên từ là tổng chi phí của đường đi từ đỉnh xuất phát cho tới đỉnh thứ y, thì nó là thằng DI nhé. Ban đầu ta khởi tạo nó bằng một E9 bởi vì ta đang đi tìm min, trong quá trình làm thì ta sẽ cập nhật nó nhé. Rồi ta thấy rằng D của cái đỉnh xuất phát là bằng không. Tất nhiên rồi, bởi vì D xuất phát bằng không, bởi vì đường đi từ đỉnh đó đến đỉnh đó chắc chắn là tổng chi phí là bằng không. Vậy thì ta nhận thấy là chừng nào mà chưa dừng, vậy thì ở đây người ta sử dụng một cái biến cầm cờ. Vậy thì mình có thể có nhiều cách để làm. Ta có thể sử dụng kỹ thuật cầm cờ đi cho nó chuyên nghiệp. Ta khởi tạo P ban đầu bằng 1. Chừng nào P của đấy đang có bằng 1. Một số bạn thì ghi chữ chu bằng chu hoặc là ghi chữ chu ở đây trông hơi buồn cười. Thì ta bắt đầu thực hiện công việc. Ta khởi tạo lại cái biến cờ P bằng 1 trong mỗi lần thực hiện. Bây giờ thì bà ta duyệt qua tất cả các cái đỉnh nằm trong tập. Vậy để duyệt qua tất cả các đỉnh nằm trong tập thì ta sẽ thực hiện là for i chạy từ một. Thích gì các bạn sử dụng UV thôi, sử dụng UV cho nó chuyên nghiệp nhé. Ta duyệt qua tất cả các đỉnh. Đấy. Ta duyệt qua tất cả các đỉnh. Sau đó bây giờ ta sẽ duyệt qua tất cả các cái cạnh. Duyệt qua tất cả các đỉnh mà có đường đi từ U cho đến V. Thì trên thực tế như là như thế này. Ta đang lưu trọng số đường đi của các đỉnh nằm trên cái mảng CIG. Do đó thì rõ ràng nếu mà thầy for U thì thầy có được chỉ số Y, thì thầy for G thầy sẽ có được chỉ số V. Vậy thì ở đây tới đây thầy sẽ for V chạy từ đỉnh 1. Ở đây người ta có ghi là for tất cả các đỉnh V mà có tồn tại đường đi từ U đến V. Vậy thì tồn tại đường đi từ U đến V thì vậy thì ta có thằng CUV, nó đang lưu độ dài đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V. Vậy nếu CUV của thầy mà lớn hơn không nhé, ban đầu thì không phải lớn hơn không mà khác một E9 nha. CUV thì mình phải tạo bằng bao nhiêu nhỉ? À, một E9. Nếu CUV của mình mà khác một E9, cái này thông thường ta định define một cái dương vô cùng và code cho nó đẹp nhé, chứ đừng dùng chữ một E9 hơi nhiều lần. Nếu CUV khác một E9 thì điều đó chứng tỏ rằng tồn tại đường đi từ đỉnh U cho đến đỉnh V. Đấy. Và vì nó tồn tại đường đi từ đỉnh U đến nên tới một đỉnh V nên ta sẽ thực hiện cập nhật. Đấy. Tất nhiên ở đây thì ta có rằng thằng đỉnh đỉnh Y phải khác đỉnh G nữa, thằng U ta khác thằng đỉnh V. Thầy đang cài đặt, đây là cài đặt theo tư tưởng thuật toán nhá. Ý nghĩa ta có một cái đoạn code mẫu thì nó biến thể là rõ hơn, tuy nhiên ta phải hiểu cái code 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 khung của nó cái đã. Duyệt qua tất cả các cái cặp đỉnh nếu tồn tại đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V và hai cái đỉnh này khác nhau, thì khi đó ta sẽ thực hiện là nếu chi phí của đường đỉnh đi từ đỉnh đầu cho đến đỉnh V mà lớn hơn chi phí đi qua đỉnh U và đi qua cạnh UV tức là CUV, thì điều đó chứng tỏ nó sẽ đi vào cạnh UV. Đấy, nó sẽ đi vào cạnh UV. Đấy, thầy nhớ chữ phải để format lại cho nó đẹp luôn. Khi code các bạn nhớ là ngay từ lúc đầu code phải đẹp luôn nhé, chứ đừng để làm xong cái code mới định dạng. Thì điều đó chứng tỏ rằng nó sẽ đi vào cạnh UV, vậy thì chi phí tốt nhất của mình để đi đến từ đỉnh S đến đỉnh V sẽ bằng chi phí tốt nhất để đi từ đỉnh S cho đến đỉnh U cộng với độ dài của cạnh UV.
Rồi thì khi đó ta thực hiện là đánh dấu cái đỉnh P bằng không. Vậy thì quá trình chạy vòng for này chạy xong xuôi rồi, vậy thì nó sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các cặp đỉnh và nó thực hiện cập nhật xong tất cả các cái thằng DV. Sau khi nó cập nhật xong thằng DV rồi thì điều đó chứng tỏ là P của thầy đã bằng không, và khi đó vòng while P bằng không nó sẽ dừng lại. Đấy. Vậy thì quá trình ta thu ra được thì bây giờ ta đặt ra câu hỏi, vậy chi phí nó lớn nhất nó sẽ nằm ở đâu? Thì ta nhận thấy như sau. Trước khi để trả lời xem chỗ này ta đang để cái phòng to lên có mét cô một tí. Đấy. Thì bắt đầu ta thực hiện là nó bắt đầu từ chỗ đoạn này với giải thuật Feynman. Nhưng mà đây là giải thuật Feynman cơ sở nhé, sau này ta sẽ cải tiến dần, nhưng mà đầu tiên ta sẽ áp dụng như thế này chưa đã. Rồi bây giờ ta lại tiếp tục đi theo về phần lý thuyết. Cái tính đúng đắn của thuật toán thì nó được thể hiện qua nhiều tính chất. Trong đó người ta gọi DV là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S tới đỉnh V. Đấy. Qua không quá không cạnh. À đây là không quá không cạnh, tức là ta khởi tạo nó bằng không đấy. Thì ta gọi DV là bằng độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh V đi qua không quá trừ một cạnh. Đấy. Trong đó trừ một cạnh đó là cái số đỉnh nó đã số cạnh đã đi qua. Trên thực tế trên đồ thị của mình nó chỉ có m cạnh thôi, thì nó sẽ cải tiến lại chút ở đấy. Thì ở đây ta nhận thấy cái tính chất này nó cũng thể hiện qua cái khi nãy ta đang nói. Để xuất phát từ một đỉnh đi qua các đỉnh trung gian và đến một cái đỉnh khác nữa, giả sử ta đi qua vài đỉnh trung gian nữa, thì rõ ràng đường đường đi từ đỉnh này cho đến đỉnh này, chờ này đi. Quên đã thời gian, tí không tí nữa lại hết mất thời gian, không đủ thời gian cho các em cốt. Thôi thầy cho mình tiếp tục nhé. Thì ta nhận thấy rằng là đường đi từ đỉnh S cho tới đỉnh V, giả sử đây của thầy là đỉnh V đâu nhỉ, vậy thì để đi từ đỉnh S cho tới đỉnh V không quá y cạnh thì rõ ràng ta phải đi từ đỉnh S cho tới một cái đỉnh U trung gian, ví dụ như là cái đỉnh này đấy, không quá U trừ một cạnh, sau đó cộng với cạnh đường đi từ U đến V đấy, thì khi đó cái chi phí đó mới sẽ là gọi là chi phí nhỏ nhất. Thì cái nguyên lý đó người ta gọi là nguyên lý tối ưu Feynman. Thế nên giải thuật for Feynman nó được là, thứ nhất là độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh T là không quá y trừ một cạnh, và độ dài đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh U không quá y trừ một cạnh cộng với trọng số của cạnh UV, đó chính là thằng DU cộng DV. Đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng là
Số cái bước lặp tối ưu của thằng DV thì nó sẽ được tính bởi là DV ở cái bước thứ y nó sẽ là cập nhật bởi hai cái thứ nhất chi phí nhỏ nhất của nó để đi đến được từ đỉnh S cho đến đỉnh V thì sẽ tính được là chi phí nhỏ nhất của nó đi đến từ đỉnh S cho tới đỉnh V ở cái bước thứ y trừ một cộng với chi phí nhỏ nhất để đi từ đỉnh S cho tới đỉnh U ở bước thứ y trừ một cộng với cạnh UV. Đấy, cộng với cạnh của UV. Vậy thì khi đó thằng DV của mình sẽ là độ dài đường đi ngắn nhất của đỉnh S cho đến đỉnh V. Hay nói cách khác, với cái đoạn code chương trình khi nãy thầy trò mình vừa code thì khi đó DV sẽ là trọng DV sẽ là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho đến đỉnh V. Và tuy nhiên ta sẽ cần phải một chút cải tiến nhưng mà ta nhận thấy như sau. Thầy vừa dạy các bạn vừa trông thằng bắt con nhà thầy. Đấy dạ. Vậy thì ta nhận thấy rằng cái chi phí tốt nhất của nó thì nó sẽ được thực hiện như trên. Và từ đó thì ta nhận thấy rằng cái quá trình lặp tối ưu lần lượt của từng các bước thì ta khi mà ta đến bước thứ n trừ một ấy thì ta có DV là độ dài đường đi ngắn nhất từ S cho tới V mà không quá n trừ một cạnh trước đó. Thì ở đây thì với một cái đồ thị không có chu trình âm, tức là với một vài cái bài đồ thị DFS bình thường ấy, thì đường đi ngắn nhất từ đỉnh U, từ đỉnh S đến đỉnh V thì nó sẽ không quá n trừ một cạnh. Đấy. Thì rõ ràng rồi, bởi vì trường hợp tệ nhất nó bắt đầu từ đỉnh 1 và kết thúc ở đỉnh N. Thì từ N cho đến N trừ 1 thì này, kiểu gì đi nữa thì cái đường đi của nó có trọng số không âm thì nếu nó đi quá N trừ một cạnh thì vì N đỉnh nếu ta nối với nhau thành một đường thẳng thì nó có ít nhất là nó sẽ có là n trừ một cạnh. Như vậy thì nếu mà khi mà ta đi thêm một vài cạnh theo các cái đường khác nữa thì chắc chắn bởi vì nó là không âm nên nó cộng các số dương vào nên chi phí của nó sẽ lớn hơn. Do đó cái đường đi của nó trên đồ thị không có chu trình âm thì nó không quá n trừ một cạnh. Hay nói cách khác thì kết quả của bài toán DV chính là đường đi ngắn nhất từ đỉnh S cho tới đỉnh V. Vậy thì cái quá trình tối ưu này thì ta nhận thấy rằng là ta cho y chạy từ 1 cho đến n, cho u chạy từ 1 đến n, cho v chạy từ 1 đến n, ta gắn dv thì sẽ bằng min của thằng dv. Chỗ này thì chính là cái khi nãy thầy trò mình cài đặt đây. Ta có dv là đường đi ngắn nhất cho tới đỉnh v, từ đỉnh xuất phát đến đỉnh v thì sẽ bằng giá trị nhỏ nhất của thằng dv với thằng du cộng với d của thằng c của thằng uv. Ở trong code chương trình mình chưa có không code như thế bởi vì mình nhận thấy rằng là khi mà duyệt qua tất cả các cạnh thì nếu tồn tại đường đi một cái cạnh nào đó thì và tổng trọng số của đường đi của thằng DV này mà lớn hơn cái thằng trước đó thì thằng DV nó sẽ được cập nhật lên, còn nếu không thì thằng DV nó không thay đổi nhé. Nếu tức là trong hai thằng này thằng nào quên, thằng nào bé hơn, thầy xin nói nhầm là thằng nào lớn hơn. Nếu thằng DU cộng thằng C của UV tức là chi phí đi đến tốt nhất đi đến đỉnh U cộng với chi phí UV ấy, mà nhỏ hơn thì nó sẽ đi đến đỉnh U và nó nhảy sang cạnh V vì chi phí rẻ hơn. Còn nếu không thì thằng DV vẫn chính là nó thôi nên người ta sử dụng nó là min của thằng DV. Muốn cốt ngắn gọn thì ta có thể cốt như thế này cũng được nhá. Còn ngoài ra ta phải hiểu rõ về bản chất hơn. Ta chỉ cập nhật DV trong trường hợp cái đường đi kia nhỏ hơn. Và các bạn hiểu bản chất nhé. Còn để tránh tình trạng khi học về giải thuật Feynman để tìm đường đi ngắn nhất trước khi sang đi tra thì ta phải học qua Feynman trước. Thì trước đây thì khi học về phần này thì các bạn học sinh của thầy cứ áp dụng nguyên cái công thức này và chứng minh rằng đây là công thức quy hành động và nhận thấy rằng để chi phí tốt nhất đi đến đỉnh thứ V
thì nó phải chi phí tốt nhất đi đến bước ở thứ V trừ 1 cộng với chi phí của cái đi qua đỉnh thứ U. Nhưng mà như thế thì nó hiểu chưa rõ và chưa cặn kẽ. Và nó làm bài này giống như là một bài quy hoạch động thì nó không, nó mất đi cái hay của tính chất của bài tập đồ thị. Đấy. Và qua cái phân tích như trên thì ta nhận thấy rằng khi ta duyệt qua tất cả các đỉnh, và nếu mà có một cái đỉnh nào đó mà đường đi từ đỉnh một, từ đỉnh xuất phát đến đỉnh U đó mà cộng với chi phí từ đỉnh U qua đỉnh V mà nó tốt hơn so với đi qua đỉnh V, thì chứng tỏ đường đi đó mới là đường đi tốt hơn. Vậy thì ta cập nhật lại đường đi tốt hơn. Đấy nhá. Rồi, ở trong phía kế tiếp thì bây giờ người ta sẽ bắt đầu cải tiến, đưa ra một cái cốt mẫu của cái giải thuật Feynman như sau. Ta vẫn sử dụng các mảng, ở đây ta sử dụng một cái mảng truy vết nhé. Mảng truy vết thì các bạn nên sử dụng cái thằng stack, hoặc là sử dụng thằng, tôi sử dụng một cái mảng trước cũng được để ta cài đặt cái giải thuật chuẩn trước. Phía bên kia các bạn đã bắt đầu cài đặt luôn nhé. Zoom cho nó bé lại thì... Rồi ta cần một cái mảng để truy vết, mảng này truy vết để... À, nó khác so với Dijkstra chứ. Các giải thuật được trình bày như trên ở phần tí nữa thầy sẽ trình bày lên. Thứ nhất, về độ tối ưu của thuật toán, cái cách tiếp cận thuật toán nó có sự khác đi. Thực tế thằng Feynman là giải thuật cơ sở để giải quyết bài toán này. Sau đó các cái giải thuật khác cải tiến lên sẽ giúp cho độ phức tạp của thuật toán giảm đi. Đấy. Và nó giảm đi thực tế như thế nào thì qua từng bài thầy trò mình sẽ nhìn thấy được nó chứng minh nhé. Rồi ta sử dụng một cái mảng chơi. Nên khi dạy ở phần này thì với các bạn học sinh của thầy, thầy cũng mong muốn là các bạn hiểu rõ bản chất và cái tính chất đồ thị của bài toán này, chứ tuyệt đối không tiếp cận nó theo kiểu quy hoạch động nhé. Nếu các bạn tiếp cận quy hoạch động, các bạn đưa ra được một cái tốt nhất nhưng mà mất đi cái tính chất của đồ thị trong bậc của bài toán, cái tính chất của đồ thị bài toán để sau này mình mô hình bài toán về bài toán đồ thị. Chứ còn nếu ta mô hình về bài toán quy hoạch động thì làm sao mà giải được đúng không? Chỉ gặp một bài toán khác mà mô hình nó về quy hoạch động thì làm sao giải được. Ta mô hình nó về tính chất đồ thị. Rồi ta nhờ quay trở lại nhập đồ thị, ta nhập đỉnh M, đỉnh N, đỉnh S, rồi ta duyệt qua tất cả các cạnh. Nếu CUV nếu U mà bằng V thì gắn CUV bằng 0, ngược lại thì gắn CUV bằng thằng max C. Đấy. Thầy gắn luôn CIG bằng CI bằng 0 cũng được, hoặc là các bạn code như họ cũng được nhé. Và ta gắn CIG bằng 1E9. Đấy, như vậy ta nhận thấy cũng với ý tưởng này nhưng mà cài đặt thì nó khác nhau. Duyệt qua tất cả các cạnh thì đọc của nó vào các cái cạnh UV. Họ đọc trực tiếp nó vào thằng CUV nhưng mà do UV tại thời điểm đó chưa chưa có nên thầy sẽ C nó vào thằng U, thằng V, và sau đó thầy gắn CUV bằng thằng D cho nó rõ ràng hơn. Đúng không? Bởi vì khi C vào thì UV làm gì đã có, mà lại gắn CUV bằng cái vị trí đấy luôn nên thầy C nó vào một biến tạm. Sau đó biến DD đây. Rồi kế tiếp nữa về trong thủ tục khởi tạo. Thủ tục khởi tạo của mình sẽ thực hiện duyệt qua tất cả N, ta gắn DI bằng max C, người ta define một cái giá trị vô cùng lớn. Đây, thầy khởi tạo bằng 1E9 cho các em rõ là ta đang đi tìm đường đi ngắn nhất, do đó ta khởi tạo nó bởi một giá trị vô cùng lớn theo tinh thần của bài toán tìm giá trị nhỏ nhất. Rồi ta gắn DS bằng 0 thể hiện rằng chi phí để đi đến đỉnh xuất phát bằng 0. Rồi bắt đầu giải thuật Feynman thì nó sẽ thực hiện như sau. Lặp lại n lần cái công việc như sau. Ở đây thì người ta sử dụng cái biến là for một cái biến lốp chạy từ 1 cho đến n trừ 1 lần. Vậy thì ở trong tư tưởng gốc của mình là mình lặp đi lặp lại cái quá trình này. Đấy, lặp đi lặp lại cái quá trình mà duyệt qua các thằng trên. Và trong cái quá trình duyệt như vậy, nếu mà ta chọn được một cái biến cờ bởi khởi tạo bằng 1 thì ta dừng lại. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện theo tinh thần của họ nhé, để ta cải tiến cái bài toán này theo từ cái thơ, từ bên bên tay trái của thầy các em là giải thuật cốt Feynman gốc. Vậy thì bây giờ bên tay phải của họ là cách cách cài đặt giải thuật Feynman
từ ý tưởng thuật toán, cái bên trái của mình là từ ý tưởng thuật toán, còn bên phải là người ta bắt đầu tối ưu dần. Vậy thì tới đây thầy sẽ sửa lại nhé. Bên trái này là mô hình thuật toán và ta code xong. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là duyệt qua các, bởi vì ta lặp n trừ một lần nên ta có rất nhiều cái cách để cài đặt. Nên ở đây thầy form một cái biến y đi, cứ chạy từ 1 cho tới n. Và ở đây các bạn nhận thấy rằng cái biến y này đó chính là cái số cạnh tối đa mà mình sẽ đi qua. Và cái việc đi qua số cạnh tối đa này thì sau khi chạy xong, nếu nó có kết quả tốt nhất thì nó tốt, còn nếu không thì chứng tỏ không tồn tại đường đi từ u từ s cho đến thằng finite. Bởi vì khi nãy trong cái định cái nguyên lý Feynman đây. Nguyên lý tối ưu Feynman đấy. Okay, trong nguyên lý tối ưu Feynman thì người ta chỉ ra rằng là nếu đường đi từ đỉnh S cho đến đỉnh T finite mà có tồn tại đường đi ngắn nhất thì cái đường đi ngắn nhất này sẽ đi qua ít nhất là nhiều nhất là n trừ một cạnh. Do đó người ta sẽ thực hiện lặp lại cái thằng này là n trừ một lần. Tại sao nó là n trừ một cạnh? Bởi vì đây là một đồ thị có các cạnh dương. Do đó trong trường hợp tệ nhất các cạnh này nối với nhau thành một đường thẳng thì có n đỉnh thì nối với nhau thành một đường thẳng là có n trừ một cạnh, và với n một trừ một cạnh đó là trường hợp là nhiều nhất rồi. Còn nếu nó đi theo một cái đường gấp khúc nào đi lên trên đấy thì chắc chắn nó nhiều hơn n trừ một cạnh, và khi đó tổng trọng số của nó đang là trọng số dương cộng vào thì chắc chắn là nó sẽ lớn hơn so với đi qua n trừ một cạnh. Do đó nguyên lý tối ưu Feynman người ta chỉ ra rằng nếu đường đi từ phía xe start cho tới finish, nếu nó đi qua được thì nó sẽ đi qua nhiều nhất là n trừ một cạnh, là nó đi phẳng một phát. Đó là nguyên lý tối ưu Feynman nhé. Còn cái đoạn code khi nãy của mình là nguyên lý Feynman, và ông nguyên lý tối ưu Feynman chỉ ra rằng đường đi sẽ tối đa qua n trừ một cạnh. À, đâu rồi nhỉ? Rồi tới đây thì ta khởi tạo cái biến p, ban đầu ta khởi tạo bằng một, ta duyệt qua tất cả các đỉnh đấy, vì khi đó nếu đỉnh U lớn hơn đỉnh V, chỗ này ta bỏ qua đi cái đỉnh U, bởi vì khi đó thằng DUV của mình nó sẽ bằng không rồi đấy, và CUV của mình nó không chắc chắn. Nếu nhá, chỗ này tại sao thầy được phép xóa đi, thì ta nhận thấy rằng nếu U bằng V thì khi đó đỉnh U và đỉnh V nó là hai đỉnh trùng nhau, thì nó sẽ gần như khi trong quá trình cập nhật, nó cập nhật với cái giá trị không không tính. Thằng CUV là nếu không tồn tại đường đi, nó là một E9. Và khi nó đã là một E9 thì nó cộng với một thằng DU thì chắc chắn nó sẽ không phải là thằng min. Vì nó không sẽ phải là thằng min nên mình được phép bỏ qua. Đấy. Đó là lý do tại sao mà khi ta cài đặt một giải thuật, ta nên cài đặt cái giải thuật cốt gốc theo ý tưởng thuật toán. Sau đó ta mới bắt đầu tối ưu dần từng bước. Còn nếu thông thường mà các bạn học bình thường ấy, thầy trò mình có một cái thói quen là lên trên mạng tìm giải thuật đi chăng, nó đưa ra một cốt gốc và trong mọi bài ta sẽ code theo cái đấy. Đó là một cái cách nhanh nhất để học nó. Nhưng dần dần thì khi bài toán nó không phải là bài toán đi chăng nữa, mà một bài toán từ bài toán đi chăng mở rộng thì ta lại không làm được. Rồi với cái chi phí để đi đến đỉnh V mà lớn hơn chi phí đi thôi đi qua đỉnh U rồi mới nhảy sang đỉnh V thì ta sẽ thực hiện cập nhật là chi phí để tốt nhất để đi đến đỉnh V thì bằng đi qua cái đỉnh U rồi mới đến đỉnh V, và ta đánh dấu luôn rằng để đi đến đỉnh V thì ta sẽ đi qua đỉnh U. Đấy. Thì ta lưu vết đường đi, tí nữa cái vết đường đi nó có bị ngược thì đấy. Và khi đó ta đánh dấu đỉnh V bằng không, là thể hiện rằng ta đã có sự cập nhật cái đường đi đấy. Vậy thì trong cái quá trình cập nhật hết cái đường đi này từ đỉnh U đến đỉnh V ta đã cập nhật xong rồi thì ta không phải cập nhật nữa. Đâu nhỉ? À, quên thầy nhầm. Ở chỗ này. Thì code thì các bạn là format code thường xuyên nhé, để code nó đưa về đúng định dạng.
Khi đó nếu P của thầy mà có giá trị bằng 0, ta thực tế có thể khởi tạo một chu phô. Tóm lại ta sử dụng kỹ thuật cầm cờ ở chỗ này, cái biến cầm cờ. Nếu phát hiện rằng ta đã cập nhật xong rồi thì ta sẽ ra ngoài luôn, chứ không nhất thiết phải đi đến n-1 tối đa n-1 bước nữa. Bởi vì trong trường hợp tệ nhất là ta có n-1 cạnh mà. Đây. Kia là đi mua một Ừ. Rồi. À, khi khi đó thì ta quay trở về bài toán như sau. À, trong cái quá trình mình cập nhật như thế thì điều đó, nếu mà ta đi đến được cái thằng V là cái đỉnh cuối cùng, là đỉnh finish của mình ấy, à khi nãy ta không phải đỉnh V, đó là đỉnh F ấy. Nếu thầy trò mình mà đi đến được đỉnh finish thì chứng tỏ rằng thằng D của thằng F này là chi phí nhỏ nhất để đi từ đỉnh 1, à từ đỉnh start cho đến đỉnh finish. Nhưng nếu mà thằng D, thằng F này mà bằng cái giá trị 1E9 ban đầu thì điều đó chứng tỏ cái đỉnh start và đỉnh finish nó nằm ở hai vùng liên thông khác nhau. Và khi nó nằm ở hai vùng liên thông khác nhau thì nó không tồn tại đường đi từ đỉnh start cho đến đỉnh finish. Nhưng ở đây nó có câu lệnh là nếu DF mà bạn vẫn bằng cái giá trị 1E9 thì không tồn tại đường đi từ S từ U đến V. Vậy thì trong cái quá trình xây dựng đồ thị một bài toán mở rộng, chào đại tí. Thằng con nhà này nó mới có cái đèn à, kiếm trung thu về. Rồi, và như vậy thì ở đây thì các bạn nhận thấy trong những cái bài giải thuật mà có tính chất mở rộng mà người ta yêu cầu xây dựng đồ thị để đảm bảo cho giữa thằng S với thằng thằng Start và thằng Finish có đường đi, thì mình có thể sử dụng các cái giải thuật như ta sử dụng Dijkstra set hoặc là sử dụng mình xây dựng bình thường. Thì ta sẽ lần lượt thử xây dựng các cạnh, với mỗi lần xây dựng cạnh thì ta sẽ áp dụng giải thuật Feynman để tìm đường đi tốt nhất từ đỉnh S cho tới cái đỉnh finish, và ta tìm cập nhật ra được trọng số. Nên có một cái bài toán mở rộng rất hay, đó là cái bài toán cho một cái đồ thị ban đầu, sau đó người ta lần lượt xây dựng các cái cạnh, chính là cái bài Bringer đấy, bài xây dựng cầu ấy. Nhưng mà nó chỉ khác nó có trọng số thôi. Trong quá trình xây dựng đó thì người ta nhận thấy rằng cái việc xây dựng ở một số cạnh nào đó thì ta cũng có thể dừng được. Và trong cái quá trình xây dựng cầu, người ta cứ xây dựng xong và người ta hỏi rằng là trong quá trình xây dựng như thế thì nếu ta tìm đường đi từ đỉnh start cho đến đỉnh finish ấy, thì ta có thể chứng minh được rằng ta không phải xây dựng hết được tất cả các cầu, mà cái đường đi từ thằng start đến thằng finish vẫn là nhỏ nhất. Đấy. Còn đó là một cái bài toán Dijkstra mở rộng khá hay. Tới giờ cũng rất ít bạn làm được. Nhưng mà thôi, thì ta vài hôm nữa, à không phải vài hôm nữa, chắc là ngày nay ngày mai thầy trò mình sẽ làm nó luôn. Tức là khi mà ta thực hiện xây dựng đồ thị như thế mà ta thấy rằng nó trong một vùng liên thông rồi, thì ta áp dụng giải thuật Feynman để tìm đường đi từ S đến T. Ta thu được thằng DF là cái thằng giá trị tốt nhất tới thời điểm đấy, và ta sẽ thực hiện cập nhật với thằng Rmin là cái giá trị tốt nhất trong những cái thằng tốt nhất đấy. Và trong cái quá trình làm như thế thì mình đánh dấu được cái cầu mà mình đang xây luôn, thì ta có thể ghi luôn CI bằng thằng DF, trong đó CI là giá trị nhỏ nhất khi xây tới cầu thứ Y và có giá trị bằng thằng DF. Thằng DF là cái thu được bởi cái thằng này. Rồi, dù bên kia các bạn nghe hơi chán một tí nhưng mà thầy cho mình bắt đầu sắp đi tới đích rồi đấy. À, tới đây thì ta nhận thấy rằng là nếu cái thằng D của F của thầy, tức là tổng đường đi từ đỉnh start cho đến đỉnh finish mà vẫn bằng 1E9, tức là bằng cái giá trị khởi tạo ban đầu, thì chứng tỏ ôi thật là tệ, không tồn tại đường đi từ thằng này đến thằng kia.
Với mỗi bài toán bình thường thì thông thường luôn tồn tại. Trong bài tập đồ thị khi đi thi thông thường với một đề thi cấp tỉnh thì đồ thị các vùng các đỉnh này nó sẽ nằm trong một vùng liên thông nha, nên ít khi nó đi ra ngoài đỉnh lắm. Ở đây ta ghi là không tồn tại, không có đường đi từ S tới D. Nhưng mà ít khi trong một cái đồ thị cơ bản áp dụng giải thuật tìm đường đi ngắn nhất mà nó có rơi vào trường hợp này. Nhưng ở đây thì ta vẫn liệt kê nó ra. Ngược lại thì ta thu được là thằng DF là đường đi ngắn nhất từ đỉnh start cho đến đỉnh finish. Nhớ nhá, cái thằng này là kết quả. Nếu mà người ta hỏi kết quả thì các bạn tới đây là ta có thể liên hoan xong rồi. Còn người ta có nhu cầu yêu cầu đưa cái đỉnh đó ra thì ta bắt đầu thực hiện truy vết, ta đưa nó ra. Và cái quá trình truy vết này nó bị ngược, do đó các em có thể lần lượt lấy các đỉnh, các em put nó vào một cái stack, sau đó lấy các đỉnh trong stack ra thì nó sẽ được theo chiều xuôi. Đấy. Thì bây giờ ta thực hiện là đưa truy vết, đưa liệt kê đường đi ra. Đấy, ta liệt kê đường đi ra. Rồi khi liệt kê đường đi thì ta sẽ thực hiện luôn là đây ta nhận thấy rằng để chừng nào mà đỉnh F mà khác đỉnh start khác đỉnh finish, đỉnh start khác đỉnh finish thì chứng tỏ rằng ta chưa đi về đỉnh finish, và ta sẽ thực hiện là đưa thông thường là mình đẩy nó vào, put nó vào một cái stack nhé. Tí nữa thì đề nghị các em ở chỗ này ta đưa cái đỉnh, bởi vì cái quá trình truy vết bây giờ trong cái quá trình mình cập nhật đường đi từ đỉnh U đến đỉnh V thì ta đã dừng ở đỉnh cuối. Vậy thì để đưa được cái kết quả đường đi thì ta lại đi từ cuối đi về đầu. Vậy thì ta sẽ out thằng F ra. Đấy. Và ở đây thì ta đề xuất là đẩy vào cái stack nhé. Các em lưu ý ta đẩy vào stack, đẩy thằng F vào stack. Sau đó tí nữa ta mới đưa thằng stack ra, thằng F ra. Thì khi đó ta thấy rằng là để đi đến đỉnh F, đi đến đỉnh finish thì ta phải đi đến đỉnh trước nó. Mà đỉnh trước nó của đỉnh là cái đỉnh ta gọi là đỉnh liền trước của nó thì ta đó chính là chây của thằng F. Ví dụ như khi nay ta gắn là để đi đến đỉnh V thì ta gắn chây V bằng U. Đấy. Thì để đi đến đỉnh F, vì như vậy thì chây của thằng F là nó sẽ làm một cái đỉnh đứng trước đỉnh F, và ta bây giờ ta lại gắn F bằng thằng cái đỉnh finish là cái đỉnh finish mới là thằng này luôn. Rồi quá trình này chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại thì ta nhận thấy cái đỉnh ta thu được đó chính là cái đường đi thu được là đường đi ngược chiều. Thì tuy nhiên cái vòng này nếu ta đẩy thằng F vào thì ở cái bước này thì ta sẽ thực hiện lấy các phần tử trong stack ra thì để được một cái đường đi xuôi chiều nhé. Ở chỗ này các bạn đẩy nó lấy các đỉnh trong stack ra thì được một đường đi xuôi chiều. Rồi như vậy tới thời điểm này thì ta ở đây thì người ta sẽ write thêm cái đỉnh S nữa, bởi vì trên đường đi lưu vết này nó không lưu đỉnh đầu và đỉnh cuối, do đó mình sẽ không lưu đỉnh đầu, do đó mình sẽ đưa cái đỉnh ta đẩy nốt đây. Đẩy S vào stack. Còn nếu không đẩy S vào stack thì ta thực hiện là đưa thằng S ra. Vậy thì quá trình này chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại thì ta thu được kết quả của chương trình. Vậy thì trên đây là cái giải thuật Foreman để quên để kiểm tra lỗi trong có lỗi gì không. Để thường tìm đường đi ngắn nhất giữa đỉnh S và đỉnh D. Ở sao chỗ này thầy có hai thằng P bằng 0 ấy. À, mảng D chưa có. À, S khác em. Cô theo đúng rồi, nguyên bản bắt can. À. Rồi tao vào tạo cái file
để copy tên file. À, thầy gửi qua tin nhắn cái code này, các bạn có thể chạy thử luôn. À, nên khi mà học các bài tập về đồ thị này thì Nguyên, Minh Chu, Chu Minh và Phát hãy lưu ý. Đầu tiên hãy đọc em code cái phần đọc dữ liệu nhé. Code cái phần đọc cái input đó. Thầy khi trong quá trình dùng ấy, thì thầy mới phát hiện ra là nhiều khi mình ngồi mình nghiên cứu thuật toán ấy mà mình quên mất rằng cái input của bài toán là gì. Đấy, output cần tìm là gì. Đấy. Vậy thì ngay từ lúc đầu em code cái phần này trước để mình sẽ xây dựng đồ thị trước đã. Đấy, mình xây dựng đồ thị trước đã, mình đọc thằng input để mình thu được những cái thằng này đã, thì mình sẽ hiểu được bản chất của mình đang có cái gì và tí nữa mình cần tìm cái gì trong giải thuật đấy. Khi dùng thì ta có thể code theo tên biến của các giải thuật đề xuất sẵn và sau đó. Đấy. Đấy. Rồi sau đó mình mới tổ chức nó thành tên các biến của mình. Trong quá trình code thì mình có thể đưa ra được cái này, nó đưa ra được này. Chi phí là 15 này. Sao từ 1 đến 4 của thầy nó sẽ ra 23 nhỉ? Nó đi đường nào mà nó nhanh thế? Nó 4321. Đúng là 4321 chi phí 23 nhưng mà chi phí kia bằng 15 mà. Thôi ta cập nhật lại một tí nhé. Giải thuật vừa rồi cái chỗ cập nhật của thầy cho mình có chút vấn đề. Đây, cái chỗ cập nhật của nó hiện tại nó đang đi xuôi một vòng để nó bay ra ngoài luôn. Nên để ta tính xem chỗ này tại sao chỗ DV thầy đã khởi tạo một S9 rồi nhỉ. Rồi. DS bằng 0. Đấy, vừa rồi thầy code theo đấy, xong thầy cải tiến cải cải luồng một tí thì nó đang đưa ra trọng số là bằng 23, là nó đi qua 1 2 3 4 nó bằng 23. Nhưng rõ ràng nó đi đường dưới tốt hơn. Việc đi đường dưới tốt hơn chứng tỏ rằng việc cập nhật giá trị nhỏ nhất của mình chưa đúng. Rồi, vậy thì thầy cho mình lại xem lại một chút nhé. Nó chưa đúng là chuyện bình thường. Nó đúng ngay thì mới là lạ. Mấy chẳng mấy khi thầy code phát nó đúng ngay đâu. Và bởi vì code đúng ngay rồi, trừ trường hợp ta thuộc code quá thôi. Rồi, thầy cho mình sẽ kiểm soát lại cái giải thuật từ trên xuống dưới nhé. Các em phía bên kia các bạn lấy code vào không, hoặc là các em đặt code xong người ta giải thuật. Có bạn nào đã cài đặt chạy ra kết quả ra được tên đề bài ra được 15 chưa? Bắt đầu từ chỗ xây dựng đồ thị đi. Để tránh thì mình xây dựng lô cung. Nhập NST start finish rồi này. Vượt qua tất cả các đỉnh này. Di chạy từ 1 đến N này. Nếu U bằng V thì gắn CUV bằng 0 rồi gắn VU bằng mắt này. Chúng ta tóm lại ta gắn CI bằng 0 rồi. Cho Y chạy từ 1 cho đến M, ta đọc vào các cạnh UV. À phần input mình đã đọc đúng chưa nhỉ? Input có 6 đỉnh, 7 cạnh, 1 2 3 4 5 6 7 cạnh. Và đi từ đỉnh 1 cho đến đỉnh 4. Rồi, ta lại tiếp tục. Các em chạy test đề bài nó ra bao nhiêu? Nó có ra được 15 không? Duyệt qua tất cả các đỉnh này. Đọc tất cả các cạnh. CUV bằng D này. Rồi. Để kế tiếp, ta khởi tạo cho Y chạy từ 1 đến N. Khởi tạo DI bằng 1E9 này. Khởi tạo thằng đỉnh, khoảng cách đi từ đỉnh S đến đỉnh S bằng 0 này. Rồi ta bắt đầu thực hiện lặp lại. Khoảng cách DS bằng 0 rồi. Về chỗ này thì ta thực hiện cái biến cầm cờ. Để biến cầm cờ thì mình bỏ nó. Khởi tạo biến cầm cờ này, ta duyệt qua ta tối đa n trừ một cạnh có thể đi qua đường này, sau đó ta khởi tạo p bằng 1 này. Đây là nếu p bằng 1
P bằng chu, P bằng 1. Nếu P cũng bằng 1 thì mới chạy qua cái nhầm P bằng 0. Rồi nó ra 15 rồi nhé. À, đính chính các bạn một tí, ở chỗ này P phải bằng 1 nhé. Quá trình chạy đi chạy lại nó thực hiện xong rồi thì ta mới không có nợ trừ một cạnh sau đây. Thầy thu hồi cái cốt này, thầy gửi lại cốt này cho các em nhé. Rồi. Như vậy thì ở trên đây thầy trò mình đã cài đặt được cái giải thuật Feynman. Vậy thì với giải thuật Feynman này, các em hãy comment cho thầy biết độ phức tạp của giải thuật là bao nhiêu. Hãy comment cho thầy biết. Việc đọc dữ liệu, việc xây dựng đồ thị và cái giải thuật Feynman như này thì độ phức tạp giải thuật đang là bao nhiêu? Xin mời Minh Chu, Nguyên, Phát hãy cho thầy biết độ phức tạp của giải thuật, độ phức tạp của thuật toán là bao nhiêu? Nhìn cái đoạn code trên này. Đó, xin mời cả nhà nào hãy cho thầy biết độ phức tạp của giải thuật là bao nhiêu? Em suy nghĩ thật kỹ. Wow, ngầu thế. Thằng bé con này. Nào, Minh Trung cho thầy biết nào. À, hãy cho biết là N chừng 1 nhân N. Rồi, cảm ơn Chu Minh một đề xuất. Ừ. Chỗ này chắc là để thầy trình bày lại ở chỗ này. Ở cái phần đầu thì thầy cho mình tìm hiểu về bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên một cặp đỉnh. Bài thứ hai, phần thứ hai. Phần thứ hai là ơ tôi đây à. Chờ thầy tí nhé. Thầy vừa có khách tí. Phát cho là n nhân n trừ 1, Nguyên là n bình nhân n trừ 1. Chu Minh là cho n bình.
Ở đây phần giải thuật tí nữa thầy trình bày lại ở trong cái thầy sẽ trình bày lại trong quyển nào. Vậy thì trước khi làm được một cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất thì các em cần phải cài đặt được cái giải thuật Feynman để tìm đường đi ngắn nhất chưa? Chưa đã. Bởi vì từ cái bài toán này trước khi ta cải tiến nó cải lùi gì đi nữa thì rõ ràng cái chi phí nó hay nhất, cái việc tính hay nhất nó nằm ở cái chỗ này. Đấy. Ta gọi DV. Cái gì? Đây, cái thằng D này. À, ta có DV là chi phí nhỏ nhất đi từ S tới V. Đấy. Nhớ nhé, ta chỉ cần nhớ được cái thằng này thôi. Để chi phí nhỏ nhất đi từ S đến V thì ta sẽ tính chi phí nhỏ nhất đi để đi từ S cho tới V thì ta có hai đường, một là ta đi từ S đến V trực tiếp qua các cái đỉnh đường khác, hoặc là ta đi từ S cho tới đỉnh U, sau đó từ đỉnh U nhảy sang đỉnh V. Thì chi phí nào mà tốt hơn thì ta sẽ đi định đến chi phí ở đỉnh đấy. Ý tưởng của nó chỉ đơn giản thế thôi. Và các bạn hãy cố gắng cài đặt được. Khi các bạn trước khi cài giải thuật đi tra thì các bạn cần cài đặt thành thạo được các cái giá trị như trên. Mà qua cái phần phân tích của thầy, thầy hy vọng các em cũng đã hiểu được bản chất của nó nhé. Hiểu được bản chất của nó. Rồi bây giờ ta quay trở lại câu hỏi độ phức tạp của giải thuật. À, trong quá trình là cốt như này thì ta nhận thấy ở đây nó có hai vòng for lồng nhau. Như vậy thì tối thiểu là nó đã mất n bình phép toán, đúng không? Vậy thì vòng for ở bên ngoài ta có tối đa là n trừ một cạnh. Vậy thì trong trường hợp xấu nhất nó sẽ đi hết n trừ một cạnh ở trên cái đường đấy. Vậy thì ta sẽ đánh giá nó đây thì thầy tí nhé. À thôi, thầy cũng không còn đủ thời gian để nói rộng thêm phần đấy nữa. Đây. Rồi như vậy thì trước khi sang giải thuật đi đi tra, thầy muốn tất cả các em nhắm mắt, các bạn xóa đi cốt lại, cốt đi cốt lại với cái bài toán. Cứ với mỗi bài toán này các em chỉ cần quan tâm cho thầy cái input là gì. Đấy, input của bài toán nó là cái thằng này. Chỉ cần nhìn cái input, các bạn cốt nhập được cái input, các em xây dựng được đồ thị xong thì khi đó bắt đầu các em mới quay ra cốt giải thuật nhé. Và khi khi đó thì mình sẽ hiểu rõ về bài toán hơn, để tránh tình trạng thì khi các bạn cốt một cái bài toán nào đó ta cứ lao vào thuật toán mà ngay cả dữ liệu đầu vào ta chưa hình dung được nó là cái gì, thì khi đó việc cốt nó không thực sự là hay. Vậy ta có input của bài toán, ta có đề bài nó ở bên này đâu nhỉ, ta có file input của nó đây, dữ liệu đầu vào ta nhìn này. Vậy thì từ giờ đến chiều các em có trách nhiệm là cài đặt thành công được cái giải thuật này. Đấy. Mà không là, lúc đầu thì ta view hai cái code để ta các bạn nào cài đặt được rồi thì các em thì xem lại để hiểu rõ bản chất của bài toán hơn. Vậy thì với qua cái phần như trên thì thầy trò mình đã tìm hiểu qua về cái giải thuật Feynman một cách rất rõ ràng. Tài liệu thì ta vừa tham khảo cái tài liệu DSAP đấy, và ta đã có code của giải thuật Feynman theo cái nguyên lý tối ưu Feynman để ta cải tiến, ta chứng minh được rằng cái quá trình làm của mình chỉ có tối đa là n trừ một cạnh, n trừ một bước đấy. Cứ với mỗi bước ta sẽ thực hiện cập nhật cái giá trị tốt nhất mà có thể đi qua. Rồi qua từ đây thì các em nhận thấy bước 1 xây dựng đồ thị khởi tạo các cái chi phí là vô cùng lớn để tăng nó không đi vào những cái cạnh vô cùng lớn đấy, thể hiện rằng không có đường đi. Các cái đỉnh nào từ nó đến đi đến nó thì có khởi tạo bằng không. Ta đọc lần lượt tất cả các cạnh để lưu trọng số của nó vào thằng CUV. Ta khởi tạo rằng chi phí bởi vì ta đang đi tìm giá trị nhỏ nhất nên chi phí của nó khởi tạo bằng giá trị lớn nhất. Khởi đỉnh xuất phát thì độ chi phí đi đến đỉnh đó bằng không.
Ta giải thuật theo Foreman, ta duyệt qua tất cả các đỉnh. Nếu chi phí đi từ S cho tới V mà bé hơn chi phí, lớn hơn chi phí đi từ S đến U và từ cộng với chi phí đi từ U đến V thì nó sẽ đi qua cái đường đi từ U đến V, từ S đến U xong từ U đến V và ta lưu vết lại. Sau đó ta thu được rằng DV, D của thằng F, D của thằng Finite, đó chính là kết quả của bài toán. Rồi, hôm nay thầy trò mình nghỉ ở đây và nhiệm vụ của các em là hãy nghiên cứu lại thuật toán ở trong cái file này và thực hiện cài đặt thành công giải thuật Foreman từ trong ngày hôm nay. Cài hiểu về bản chất và cài đặt thành công nhé. Rồi tí nữa thầy sẽ tạo test bài Foreman này lên trên server. Bạn đặt tên file là min Foreman nhé, và tên file là Foreman, và các bạn nhớ sắp bài lên trên server nhé. Khi nào tạo xong thì thầy sẽ báo. Rồi thầy xin chào Trung Minh, chào bạn Nguyên và bạn Phát. Chúc các em cài đặt thành công được cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất này. Rồi, thầy chào các em. Rồi, thầy chào các em. À, tí nữa mọi người sẽ nộp bài lên trên server. À, lưu ý là server của mình bây giờ là Zolusen nhé. Để thầy gửi lại cái đường link Zolusen. Đấy. Và các bạn nào mà đăng nhập mà không vào được server thì nhớ báo thầy nhé. Để thầy ở đấy khi vào server nó báo cảnh báo các em ở nút chi tiết và ở nút đăng nhập vào trang. Đấy. Và khi đăng nhập các bạn đăng nhập vào thầy theo dõi tiến độ nộp bài của các bạn ở phía bên này. Nên bạn nào nộp bài thì trên server của thầy nó sẽ báo ngay. Và hy vọng là các em sẽ tích cực nộp bài Foreman ngay trong từ giờ đến chiều nhé. Bây giờ cũng trưa rồi, thầy phải đi nấu ăn cái đã. Rồi chúc các em học tốt, thầy chào cả nhà.